con phải vay các chú ở dưới kia một tí về về nhà xem rồi. Khi nào có rồi trả cho chú đấy. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đang theo dõi video của Nắng Mai TV và Hòa Đá Cao Nguyên. Các bác thân mến, hiện tại thì Khâm đang có mặt cùng anh Công và một bác nữa. Hiện tại là anh em mình đang trên con đường di chuyển vào nhà bốn chị em mồ côi. Hoàn cảnh mà qua kênh Công Đức chia sẻ lên thì cháu Khâm cũng đã được biết phần nào. Đấy, hôm nay thì là có cơ hội đến thăm các em và có một cái món quà của bà Liễu Không ở Mỹ. Đấy là một cái khoản tiền 100 đô hỗ trợ mua nghĩa là mua nhu yếu phẩm sinh hoạt gia đình cuộc sống của các em ấy, thì là bà gửi đến qua kênh của cháu Khâm, thì là cháu Khâm cũng đã liên hệ với các anh để vào thăm nhà các em, và cái số tiền thì có lẽ là anh em mình sẽ trao đổi cái phương án sử dụng cho các em đấy. Vâng, xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người đang theo dõi trên hai kênh Hoa Đá Cao Nguyên và Nắng Mai TV. Đấy, thứ nhất là cho cháu Công xin phép thay mặt gia đình bốn cháu nhỏ đợt vừa rồi vừa mất bố ấy, bây giờ là coi như là mồ côi cả bố lẫn mẹ, là gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến bà. Đấy, thông qua những video mà trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên chia sẻ thì các bà cũng đã kết nối được, và cũng thông qua Nắng Mai TV thì hôm nay cũng rất là, nói thật sự là rất là vui cùng Nắng Mai TV vào đây, cũng mong muốn là cái sự lan tỏa của Nắng Mai TV thì là các cháu có thêm được những sự hỗ trợ thêm từ cô bác anh chị. Và cũng xin giới thiệu luôn, đây là ông này là ông chú của các cháu, gọi là ông chú, tức là ông chú ông này mới là ông nội của các cháu, là hai anh em ruột. Đấy thì bây giờ là các cháu là mất hết người thân rồi, không còn ai, thì ông bây giờ là hiện tại là ông đang xuống ở cùng cho các cháu, gọi là cái giai đoạn ban đầu đang không có công gia đình, và ông cũng ngủ luôn ở nhà cùng với nhà. Thì hôm vừa rồi thấy cái cháu Mỹ là cháu lớn, năm nay cũng 18, 19 tuổi rồi, không được ăn học gì cả, nhưng mà cháu lại rất là ngoan, chịu khó. Từ năm mà trước khi mẹ mất ấy, là đi làm ở bên Trung Quốc, làm được khoảng một tháng thì mẹ bệnh, thì mẹ ốm, mẹ muốn gọi về. Đấy, mẹ không muốn, kiểu chắc là cái linh cảm của người trước khi mất thôi, và mẹ cũng muốn là về để mà con cái gặp mặt. Nhưng mà tuy nhiên là cháu thì cháu đi thì cháu muốn là ở lại kiếm thêm một chút thu nhập, nên mà kiếm tiền về đến đâu thì cũng chỉ lo tiền chi phí chữa bệnh cho mẹ thôi. Nhưng mà khi mà được khoảng 3 tháng thì quay về thì mẹ đã mất rồi. Trong quá trình về thì cũng gặp nhiều trắc trở, đó là bị bên Trung Quốc người ta giữ lại, xong vào thời kỳ dịch bệnh về đến nhà là mẹ đã mất được thời gian rồi. Và cũng chia sẻ với các bác luôn là đến hôm vừa rồi đây là khi mà bố các cháu mất thì các cháu cũng không về kịp. Đấy, cũng vừa đi làm được khoảng tầm hơn một tháng ấy. Mỗi em làm ở một nơi. Mấy em đi làm được rồi? Hai em, cháu Mỹ và cháu Sinh. Đấy, Sinh thì mới chỉ có khoảng tầm 15, 16 tuổi thôi, đã phải đi làm rồi. Đấy, thì hoàn cảnh nó cũng rất là đặc biệt. Đấy, và cũng các bác cũng xem ở những nhiều video mà anh em chia sẻ thì có ông đây thì cũng là người là hỗ trợ việc ma chay cho bố các cháu ấy, thì cũng không có tiền. Đấy, các cháu về thì khi mà đi làm được một tháng lương đầu tiên thì cũng gửi về nhà, bố cũng ốm, nên hôm vừa rồi chia sẻ thì cũng về đến nhà là cũng phải vay tiền về. Đấy. Hôm nay thì các cháu đang đi làm lương thì anh em chắc cũng sắp về rồi, anh em đợi một tí xong là tí cùng với lại các cháu mong là qua những cái thước phim của Nắng Mai TV để mà chia sẻ về cái hoàn cảnh các cháu, thì mong là lan tỏa được thêm thôi. Anh em thì cũng trước đây là khi mà đi ghi hình ấy là chưa có một cái sự hỗ trợ nào cả, mà chỉ là một cái khoản quỹ của anh Tùng đấy, một cái mạnh thường quân mà rất thân thiết với lại kênh Nắng Mai TV, và đến bây giờ thì anh cũng chia sẻ cùng với lại Hoa Đá Cao Nguyên, anh gửi một cái khoản quỹ để mà khi mà đi gặp những hoàn cảnh khó khăn thì trích những cái quỹ đấy ra. Đúng thì rồi. Anh em anh cũng trích, và đợt tới đây là cũng có một cái khoản của bác Hiền, cũng số tiền 100 đô thì
anh em muốn giữ kênh, muốn giữ và làm một cái quỹ thôi. Bây giờ là nếu mà đưa cho các cháu thì các cháu chưa thể biết cách chi phí làm sao cho nó hợp lý cả. Thì Mà là trước sẽ mắt thì mua. là cái vấn đề nhu yếu phẩm là các cháu đã có rồi đúng không ạ? Có sự hỗ trợ rồi đúng không ạ? Cũng có. Cũng Và một phần bên nhà trường cũng hỗ trợ. à nhà trường. Đấy, cái hôm chính cái hôm mà vào ghi hình là hai anh em kênh Hoa Đá Cao Nguyên cũng vào trước, vào chơi với gia đình nhưng không ghi hình, và được các cô giáo thì cũng kêu gọi qua các cái mạng xã hội, mạng Facebook các thứ, là xin cho được cho bố các cháu một cái bộ áo quan rồi. Vâng. Đấy, mà đám gọi là đám làm ma thì cũng đã xong rồi. Vâng. Đợt này còn cái đám ma khô nữa. Đấy, phong tục thì Phong tục của mình mông vẫn hơi nhiều cái. Có lẽ là anh em mình di chuyển đi, xuống nhà đây đi nhỉ? xuống nhà ông Vâng, ơi. Ngôi đi. này Đúng. luôn đúng không ạ? đây Đang ngôi ở nhà đây. đây. Nhà thì không phải lo nữa rồi Khâm ạ. Dạ. Nhà thì trước đây là được nhà nước hỗ trợ À. một cái khoản kinh phí thuộc hộ diện nghèo ấy Vâng thì ạ. là 60 triệu, nhưng mà Đây đúng gia không ạ? đình ở gia đình lúc đấy cũng có con bò bê là bán Gom góp đi, vào đúng không? gom góp vào là xây thêm lên. Vâng. Tuy nhiên là xây theo kiểu kiến trúc này nó rộng nó cao ấy, Vâng. kinh phí nó tốn nhiều. Thấy bảo là cũng vẫn vay một cái khoản nợ nữa để mà làm nhà này, Làm đến bây nhà. giờ là vẫn chưa trả được. Vâng. Còn không biết là lỡ làm đám nữa thì như nào thì anh em cũng chưa dám tìm hiểu sâu. Các em đi làm hết đúng không? Đấy, cháu lên làm. Nhà cửa thì ok rồi, không phải lo nghĩ nữa. Cái anh em mình vào ghi hình thưa các bác thì là thương cho cái số phận của bốn em đấy. Nếu mà là hai em đầu mà là con trai đàn ông sức dài vai rộng thì không nói đúng không? Mà là hai người chị nhỉ? Hai chị, Ừ, hai chị đấy. tất cả là ba chị, Ba ba chị, gái một trai. ba gái, Đấy trai là thì út ạ. hai đứa về sau là vẫn còn đang được đi học. Đấy Dạ. thì hôm mà chính cái hôm bố các cháu mất xong xuôi đâu đấy thì các cô Thu cũng có vào, thì cô muốn là bây giờ hỏi ý kiến xem là, một là bây giờ nếu mà bốn chị em mà ở mà không nuôi được nhau ấy, mà cũng không ở được với ai. Hôm vừa rồi cái Mỹ cũng chia sẻ là bây giờ nhà chú Thím thì cũng đông con đông cái, mà lên đấy ở thì Thím, bản thân Thím là cũng lo là không nuôi nổi. Bởi vì bây giờ em cứ tưởng tượng là một hoàn cảnh gia đình nhà mình đã vất vả rồi, bây giờ cứ mang thêm bốn cháu nữa là rất là vất vả. Nhưng mà được cái Mỹ nó chín chắn hơn. Đấy thì cô giáo vào cô cũng muốn là nếu mà các cháu mà không có đủ khả năng mà tự nuôi sống nhau vì là còn nợ lần nữa thì cô đưa ra ý kiến là cho về dưới trung tâm bảo trợ xã hội đây. Đi làm nương về đây à? Xin chào. Đây bốn chị em đây. Ừ Đây à, bốn em đây này à? bốn em này đây, chị lớn kia À, đây là chị thứ lớn kia hai, là được gần 18 à? hơn 18 Gần tuổi rồi 18 à? đấy, mà nhỏ như cái kẹo. À, trông nhỏ nha. Trông như 14, 15 tuổi thôi. Bươn trải, Ừ. nói chung là biết bươn trải, biết thương các em, thương gia đình. Nhưng mà đi làm thì đến đâu là mẹ thì bị bệnh ung thư, Vâng. là tiền đến đâu là gửi về nhà hết. Còn đấy, đợt vừa rồi bố ốm thì hai chị em vừa đi làm ở dưới, một đứa làm ở Bắc Ninh, một đứa làm ở Hải Phòng thôi đấy. Vâng. Mà mới chỉ có 10, cái sinh mới có 15 tuổi thôi. Sinh 15. Đi làm thời vụ, tức là có việc thì người ta gọi, không có việc thì nghỉ về. Các em trông người rất là nhỏ luôn. Bản chất là Dạ thiếu dinh dưỡng thì mới nhỏ thế thôi các bạn vâng. này. Người vùng cao thì cái chế độ dinh dưỡng ít. Có lẽ là đợi các cháu rửa chân tay rồi anh em mình ngồi để tìm hiểu, Khâm sẽ tìm hiểu tâm sự cho các bác khán giả của Nắng Mai được biết rõ hơn về cái hoàn cảnh này. Đấy, và anh em có lẽ là sẽ bàn giao cái số tiền của bà Liễu Không để cho anh em kênh các anh quản lý cho nó dễ đi nhỉ. Đấy, cái số tiền thưa các bác thì là hiện tại anh em mình là kêu gọi để làm gì hay là nhận hỗ trợ để làm gì thì có lẽ là anh Công đã có cái phương án rồi đúng không ạ? Đấy, nhà cửa thì là mình không phải lo rồi, còn
về cái vấn đề ví dụ như ai các em ấy cuộc sống của em ấy quá khó khăn ở phía trước mắt chẳng hạn, thì các bác là bác ủng hộ cũng theo em nghĩ là cũng để mà trang trải cái cuộc sống cái đầu tiên á, rồi thứ hai nếu mà sau này nếu mà có khoản quỹ lớn thì anh các anh có thể hướng dẫn hoặc là tạo điều kiện cho các em ấy làm kinh tế ở nhà cũng được, chứ bây giờ thì ai nuôi mình nữa. Đúng rồi, thì cái hướng của Mỹ là cũng như vậy, cũng muốn bây giờ ở nhà làm nương làm rẫy xong là nuôi các em thôi, nhưng vấn đề là có đủ sức để làm hay không, vì là trên vai vẫn đang còn một cái khoản nợ khá là lớn đối với lại bản thân các cháu. Đấy, hiện tại thì nhà cửa thì cũng chỉ có cái xác nhà thôi, mà xác nhà thì bây giờ không là cũng chăn nuôi nợ. Được gì đâu đúng không ạ? Chưa chăn nuôi được cái gì. Chuồng trại trước đây thì thấy bạn là có bò thì bán đi để mà đập vào cái nhà cái rồi. Vườn không nhà trống thôi. Đất trước này phải hết của mình hết rồi. Cái này anh cũng chưa nắm rõ đâu, hôm vừa rồi vào thì cũng chưa đề cập nhiều đến vấn đề này, hôm vừa rồi vào chỉ chủ yếu là gọi là chia buồn những cái mất mát, động viên các cháu thôi. Và chưa rồi tìm hiểu đâu đúng không? Cả các cô nữa, các cô cũng cũng kêu gọi thì cũng xin được những cái nhu yếu phẩm trước mắt. Vâng. Mì tôm rồi thì mắm muối mì chính, gạo nước gì đấy. Thì những cái đấy nó chỉ là cái vấn đề trước mắt thôi, còn cái lâu dài thì cũng mong muốn là thông qua các bác khán giả của cả hai kênh gọi là lan tỏa thật nhiều, biết đâu các cháu các em lại có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân thì hỗ trợ cho các cháu được những cái gì nó to lớn hơn, con trâu con bò hay là giúp các cháu trang trải lợ thì sau này cuộc sống của cháu nó sẽ đỡ hơn. Chắc chắn là cuộc sống nếu mà không có món nợ thì các em sẽ thoải mái hơn và chăm lo cho cuộc sống tốt hơn. Đấy. Thì hôm nay em vào có thể là sẽ tìm hiểu về những cái gì áp lực của các em ạ. Chắc chắn là sẽ có áp lực tài chính các bác ạ, bởi vì một cái đám ma người Mông thì không đi cũng khá nhiều, gặp rất là nhiều, tốn kém rất nhiều, hầu như là để lại một cái món nợ cho người sống. Đấy. Đám ma thì lại như thế này. Bây giờ là toàn bộ là các chú bác trong nhà là quyết định hết, cứ làm thôi, cứ đi vay về làm theo phong tục thôi. Thế còn như mấy đứa này nó nhỏ thì nó không thể quyết được. Đấy mà nhưng mà nợ thì vẫn là gánh đúng không? Đúng rồi. Nợ thì về làm gánh. cho bố của các cháu mà. Vâng. Vì là thông thường là nếu mà cái khoản nợ đấy mà không trang trải được cái lâu dần thì là sau này người ta lấy đất thôi. Vì là không đủ khả năng để trả, vì là như hôm chị Thu chia sẻ là có những cái đám ở đây là không có tiền là đi vay lãi ngày về làm. Thế cả. Mà cái phong tục của người Mông thì cái việc phúng điếu nó không được nhiều. Mỗi người đi 50.000, 100.000 nhưng mà làm lại làm to, mổ trâu thì không nói, mổ bò làm linh đình ra, ăn uống hàng 4-5 ngày rời. Toàn nuôi ăn không thì những cái tiền phúng đấy thì làm sao mà bù đắp lại được. Vì thi thoảng anh em mình cũng gặp những hoàn cảnh mà mất mát đấy, mình cũng đến mình phúng nhưng mà thấy mọi người chỉ đi có khoảng tầm 50.000 đến 100.000 thì không thể bù lại được những cái chi phí của gia đình bỏ ra được. Như người xuôi thì thôi thì người ta gọi là của ruộng đắp bờ thôi, là cái lợ đồng lần thôi. Nay tôi đi anh thì ngày mai anh lại đi lại tôi như thế thôi, mà đến cũng chỉ gọi là cho xong công việc gia đình chốc lát thôi, 1-2 ngày thôi là nó xong hết mọi công việc, nó không dây dưa ra nhiều. Nhưng đây là cái phong tục nó hủ tục nó phong nhiều tục quá. Nó rườm rà và tốn kém chi phí. Đấy. Có lẽ thì là bác ơi, bác bảo các em ấy ra ngoài này ngồi xong là các cháu sẽ tìm hiểu và tâm sự một chút về Mí ơi. Đấy, tất cả đây. Mọi người ra đi. Ngồi mấy bé ra hết đi. Đấy. Đâu đâu ra đây ngồi hết xem nào. Ngồi từ lớn đến bé thì chị đi xem nào. Em là Mỹ đúng không? Đây là Mỹ. Thế đây à, đây đây, đây là Sinh à? Thế Sinh ngồi đây đi. Sinh 6. 6 à, 6. Đây là Pó à? Thế Pó ngồi Pó à thì đấy. Được rồi. Bác ngồi đâu? Dạ. Thế bác ngồi đây đi. Vâng, bác. Đây. Cháu ngồi đây. Đấy, đây là thưa mấy các bác anh chị, đây là hoàn cảnh
bốn chị em mồ côi. Ba mới mất đúng không anh? Bố mới mất đây. Bố mới mất được. Mẹ cũng mất rồi ạ. Mẹ mất trước rồi. Đúng không ạ? Mẹ mất trước rồi. Vâng. Hiện tại là bốn bé là mồ côi cha mẹ. Và anh Công anh Đức cũng đã chia sẻ một video các bạn cũng biết rồi. Đấy. Giới thiệu mấy lại các em nhé, anh là tên là Khâm, chắc là anh thôi, anh hơn em các em mấy tuổi thôi. Đấy. Đến đây và có một cái khoản hỗ trợ của bà Liễu Không ở Mỹ. Đấy là 100 đô thì là đổi ra tiền Việt được 2.300.000. Và được biết là qua kênh anh Công chia sẻ thì các bà biết. Đấy, thì cái khoản quỹ ngày hôm nay đến đây thì có lẽ là anh em cũng đã bàn trước với anh Công rồi. Đấy, thì trước mắt thì là nhu yếu phẩm là các em hiện tại là tạm thời là đáp ứng được cái cuộc sống trước mắt. Thì anh em mình cứ dồn lại một quỹ để hỗ trợ các em được những cái việc nó lớn lao hơn. Đấy. Thì biết đâu là trong quá trình kêu gọi sẽ có thêm quỹ chẳng hạn. Thì sau này là có thể một phần là hỗ trợ là trang trải những cái áp lực tài chính là nợ nần, ma chay. Đấy. Cái thứ hai là như anh Công đã chia sẻ thôi. Nếu mà được thì hướng cho các em làm kinh tế. Đấy, có thể là nuôi con trâu con bò hay là mua giống này giống kia về làm nông nghiệp ở nhà cũng được. Chứ bây giờ là không ai có thể là nuôi được mình nữa rồi. Đấy, như em Mỹ là em 18 tuổi rồi. Thì mặc dù là cơ thể nhỏ nhắn nhưng mà ở góc độ nào đó thì cũng là một người chị cả. Có thể chăm lo được phần nào cho các em. Cũng tất nhiên là không được hết đâu các bác ạ. Thì mới, anh em mình mới quyết định vào ghi hình. Đấy. Thì cũng mong rằng là sau khi tìm hiểu câu chuyện, nếu có bác nào đồng cảm thì hai kênh rất hân hạnh sẽ được làm cầu nối đến gia đình. Chắc là ông là người nắm rõ nhất những cái của gia đình đúng không ạ? Vâng, đấy là trước là bố nó mất rồi thì bố nó mấy cháu này bố của bố mất rồi thì ông nuôi. Ông nói bố là xong thấy là thì bây giờ còn chỉ có ông nuôi. Bây giờ ông nuôi các cháu này á? Đấy, ông nuôi với bố nó nữa. Trước là bố, kiểu như là bố mẹ của bố mất sớm rồi, xong rồi ông nuôi cả bố, cả các cô. Giờ nghĩa là ông này nuôi cả bố của em. Vâng. Và nuôi cả các em luôn. Đây là ông chú rồi. À, ông chú. Vâng. Đấy. Thế bây giờ là em có biết là mình, nhà mình đang nợ nần tiền bao nhiêu không? Còn nợ cái chú bán quán kia 15 triệu thôi. Còn 15 triệu. 15 triệu là những cái gọi là tiền lo đám cho bố à? Không ạ, tiền đấy là tiền làm cái nhà. Tiền ngay năm trước bố vay để làm cái nhà này. À, tiền bố vay để làm cái nhà này là 15 triệu. Đấy. Còn những cái khoản nợ gì nữa không? Tức có nghĩa thì là bây giờ là nợ cái tiền là xây nhà này thôi. Bố mất rồi thì bây giờ người ta chủ nợ người ta cũng chỉ đòi các em ấy thôi. Còn hôm nọ là cũng có chỗ cô giáo là kêu gọi hỗ trợ cũng được nhiều phết rồi đó. Những cái khoản phần là lo hậu sự cho bố là xong rồi đúng không? Lo quan rồi thì chắc là thêm một chút ít nữa để mà lo cái việc làm đám ấy. Vâng. Rồi thì cũng anh thì cũng không tìm hiểu sâu lắm nhưng mà đại loại là làm đám thì được cô giáo kêu gọi này, hỗ trợ được bộ áo quan này, rồi thì các cái tiền phúng viếng dồn lại để giả lợ tiền mua bò, mua biếc, mua để làm phục vụ cái đám tang ấy. Đấy là hình như là còn không lợ nữa, nhưng mà thực tế ra là các cháu này thì các cháu không được biết những việc đấy, vì là toàn bộ là chắc anh thấy là vào thấy đông lắm các bác, chú, mọi người đến đây thì mình cũng không hiểu là anh em, cô dì, chú bác như nào, nhưng đại loại là mọi người, những người đấy lo thì có chị thu giáo viên vào là chị cũng giải quyết rồi. Vâng. Đấy, những phần nào khoản nào cho nó xong dứt điểm những khoản đấy rồi. Thì được biết là chỉ thấy qua lời của Mỹ thì là còn cái khoản mà 2 năm trước bố vay làm nhà đúng không? Vâng. Bố vay làm nhà là chưa thể trả được. Vâng. Vay 15 triệu. Đợt đấy là thấy bảo là bán bò đi xong là thiếu vẫn vay thêm để mà cố làm cái nhà này. Nhà cửa thì như thế này là cũng tạm ok rồi. Còn nói chung là
anh em muốn chia sẻ để lo cho cái cuộc sống, cho tương lai các cháu thôi. Vì hôm vừa rồi đấy bảo là cho đi trung tâm bảo trợ, nhưng mà Mỹ là không muốn. Mỹ là muốn ở nhà cùng với các em tự sống thôi. Tự bây giờ các em vẫn đang đi học hết đúng không? Hai đứa thôi ạ. Hai đứa bé hơn này đúng không? Vâng. À, có Mỹ với lại Sinh là đi làm. Đấy. Vâng. Bây giờ là các em định là bây giờ là mình làm công việc nương rẫy những cái đất của mình ở trên này thôi đúng không? Không có đi đâu nữa đúng không? Trước mắt là như vậy đúng không? Vâng. Để là nuôi hai em. Đấy. Nương ở đây mình có nhiều không? Cũng một tí thôi. Ừ. Trồng được nhiều ngô không? Cũng chuẩn, không không biết nữa, nếu mà tốt thì chắc cũng được một tí. Như chỗ khu nương đấy này anh lên rồi, anh nó cũng chỉ là cái nương đá thôi, nó cũng không không được rộng, diện tích không được rộng cho lắm. Vâng. Loại một vụ chắc được khoảng tầm chục hơn chục bao quả tầm đấy. Thế không được bao nhiêu? Thì tách ra thì nó được bao nhiêu lắm đâu, mà cách đây xa, tương đối là xa. Đất chuồng trại chỉ có trước cửa này thôi đúng không? Bên kia có phải không? Không. Từ cái bể xuống. À, chỉ quanh đây thôi đúng không? Ừ, từ cái bể xuống dưới kia xuống thôi. Từ cái lực này xuống. Vâng. Đấy thì có thể là hai kênh, nếu mà có duyên có duyên hỗ trợ các em ấy, thì đầu tiên thì là có thể trang trải phần nào được cái áp lực nợ nần đấy, để cho các em khỏi phải bận tâm đến những cái nợ nần từ thời cha đấy. Và cái thứ hai thì các bác thấy rồi, các em nhỏ này chưa có khả năng kiếm ra những cái nguồn thu nhập lớn hơn để mà nuôi sống các em nhỏ cũng rất là khó. Thì phần nào nếu mà ta xác định ở nhà làm những cái công việc nhà nông ấy, thì nếu mà có những sự hỗ trợ ban đầu ở đây có thể gọi là vốn, thì là sẽ hỗ trợ các em một cách tốt hơn có thể các bác ạ. Đấy, bây giờ thì thực sự là ở nhà mà không nuôi được một con vật nuôi gì cũng rất là khó. Đấy, không kiếm ra nguồn thu nhập thì ít ra phải có vật nuôi, rồi là có đất trồng cấy hoa màu. Đấy, có em Mỹ chắc là đi làm được nhiều năm nhất nhỉ? Em đi làm được mấy năm rồi? Em đi từ lúc em 15 tuổi. 15 tuổi á? Thế bây giờ gọi là đã được khoảng 3 năm đúng không? Trong cái quãng thời gian đấy thì mình có tiết kiệm được tiền tí nào không? Em đi làm em đồ gửi về nhà thôi. Em từ em làm được 3 năm em giờ này em chả có đồng nào trong túi. Đâu, đi làm và gửi về cho bố mẹ không? Trước em đi em sang Trung Quốc bên đấy, em trước đấy là mẹ bị bệnh, xong rồi em làm xong em tưởng gửi về nhà, xong rồi mẹ mất, xong rồi đi ở dưới Bắc Ninh Bắc Giang đấy còn không được tiền nữa, một tháng rồi chỉ được là 5-6 triệu đấy thôi, thì mình cứ gửi một tí về nhà xong để một tí ăn thì không có đồng nào buổi tối giờ rất là khó. Bây giờ đi làm một tháng độ khoảng 5-6 triệu mà khu vực dưới xuôi kia thì thật sự là gửi về nhà cũng không được bao nhiêu, rồi là ở dưới kia thì cũng phải trang trải cuộc sống hết các bác đấy. Đến thời điểm hiện tại là mấy chị em trong người có nghìn tiền nào không? Không. Không à? trước đi làm ở dưới đưa lương xong rồi gửi cho bố hết rồi, xong rồi bố mất rồi không có tiền về. Bố mất không có tiền về. Còn phải vay các chú ở dưới kia một tí về nhà, xong rồi khi nào có rồi trả cho chú đi. À, thế bây giờ là còn nợ chú các chú tiền xe lúc về lúc bố mất. Vâng ạ. Đấy. Nghe nói là cả hai chị em ấy, cả hai chị em là đợt bố mất là chị em mỗi chị em làm một tỉnh. À. Cái Sinh ở đấy làm ở đâu nhỉ? Sinh làm ở Hải Phòng này. Cái Mỹ là nằm ở Bắc Ninh nhỉ? Không, cháu là Hải Dương. Hải Dương đấy. Hải Dương. Chị em mỗi đứa làm một tỉnh, xong là đến lúc là đi làm được một tí tiền là cứ gửi về nhà ấy. Vâng. Xong đến lúc bố mất cái là về thì cũng không có tiền xe tiền cộ về thì lại phải vay mượn. Bởi vì lúc mà được tiền đấy, lúc đấy bố đang bị ốm nữa để đi bệnh viện, cái đứa em với cả hai đứa đi nên gửi về được tiền nữa. Khó nhỉ. Bây giờ có gọi là tạm thời ở như vậy, đau không đau ốm bệnh tật thì còn tốt.
Bây giờ mà sợ đau ốm bệnh tật nữa thì như các em này thì lấy đâu ra mà tiền trang trải, thật sự là cũng rất là éo le. Đấy. Ngày trước Mỹ còn không được đi học. Em học đến lớp mấy? Em không học. Không được học à? Thì trước... Nhưng em biết chữ tí nào không? Dạ em không biết. Ô thế từ bé không được đi học à? Không ạ, trước là bố hay uống rượu ấy, xong là không có ai hộ mẹ làm nương các kiểu ấy, xong rồi mẹ bảo là thôi đừng học, nhưng không học. À thế tức có nghĩa là từ bé rồi phải đi hộ mẹ làm nương đấy. Đấy các bác thấy không, từ bé đi hộ mẹ làm nương, lớn lên đến tầm năm 15 tuổi là đi Trung Quốc đấy. Vâng. Thì làm cũng là làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình đấy. Vâng. Hình như là hôm Mỹ kể là đi được mấy tháng nhỉ, mấy tháng thì mẹ mất. Tháng cháu đi là tháng 7, cháu đi là tháng 11 gần Tết đấy là mẹ mất. Cháu đi là mấy tháng. À, lúc mẹ mất là về thì là còn không kịp. Vâng. Nghĩa là từ cả bố mất mẹ mất đều về không kịp. Trước đây mẹ mất là trước mẹ chưa mất đã mẹ đã bảo về rồi, nhưng mà kiểu như về rồi người ta bắt lại, xong người ta bảo cách ly ở trên Trung Quốc đấy. Thế là về đến đến cửa khẩu Trung Quốc của mình là người ta bắt cách ly, là trong thời gian đấy là có khả năng là mẹ mất là cũng không biết. Lúc mà cháu về đến kiểu như là về đến Việt Nam mình phải cách ly 10 ngày, kiểu như là cháu về nhà chắc là phải nửa tháng cháu mới về đến nhà ấy. Hay kiểu như là cách ly 25 ngày. Xong mẹ đã mất, mẹ đã tròn 13 ngày. À, người ta đã làm mắc khô rồi, xong rồi em mới về đến nhà. Xong rồi đấy là chị lúc đấy là đã là mắc khô rồi không thấy gì nữa. Trước đi thì mẹ vẫn khỏe, mẹ xong về thì có tội nghiệp nha. Thôi cố lên. Bây giờ thì chuyện buồn nói chung là các anh gửi lời chia buồn đến gia đình. Các anh thì là ở đây thì là hai anh là cũng đang làm thiện nguyện ở trên vùng cao thôi. Hỗ trợ được cái gì thì các anh sẽ đến hỗ trợ các em. Đấy, các em cố gắng lên. Tất nhiên là mình không có bố, không có mẹ, đó là một cái rất là thiệt thòi lớn ở một cái độ tuổi như thế này. Đấy, em lớn nhất có 18 tuổi thôi các bác ạ. Em nhỏ nhất thì bao nhiêu tuổi đây nhỉ? Cháu bao nhiêu tuổi? 10 tuổi đúng không? Đấy. Cháu này 10 tuổi, cháu này bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, còn em này 15, kia 18. Đấy, thật sự là một cái thiệt thòi rất là lớn ở một cái độ tuổi này mà đã không có vòng tay bao bọc của bố mẹ rồi. Đấy, chị sẽ phải là người gọi là bây giờ lại đùm bọc lại các em đấy. Thì là Mỹ là mang cái gánh nặng nhiều nhất. Thì cố gắng lên, các anh ở đây thì có thể chia sẻ lên, biết đâu là nhận được những cái sự đồng cảm của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nếu mà có thêm được những cái sự hỗ trợ được cho các em để các em có cái bệ đỡ tốt hơn trong cuộc sống phía trước. Tất nhiên là các anh sẽ không giúp được nhiều đâu, các anh sẽ hỗ trợ ở một cái khoảng thời gian nào đó, và đến một cái giai đoạn nào đó thì các em sẽ phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Đấy, còn hai em này thì cố gắng đi học nhá. Phải cố gắng đi học. Đấy, bây giờ đi học thì ở trên trường có được ăn cơm trên trường không? Có đúng không? Em này có được ăn cơm trên trường không? Em về nhà ăn à? Đấy, thì thôi cùng hai chị nữa cũng phải cố gắng. Bây giờ còn nương còn dễ thì nhà mình không làm cho nên bỏ ăn hết thì tự trước sau này thì có thể làm những cái công việc khác khi mà các em lớn hơn. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ là chị cũng không thể đi đâu xa được hơn rồi. Đấy, đi thì các em biết trông chợ và ai. Có ông cậu ở đây thì ông bây giờ cũng gọi là đến một cái tuổi nào đó rồi, không thể nào mà nuôi được mấy chị em nữa. Đấy, còn ông là thì chắc là không làm được cái việc gì. Vâng, đấy gọi còn nhiều là gọi là có người già, người lớn làm. Đúng rồi, chủ yếu là ở Mỹ thôi. Vâng, chủ yếu là ở Mỹ. Thì phải cố gắng. Bây giờ gọi là như là mẹ rồi, là mẹ của các em rồi, thì phải cố gắng thôi. Nhưng
mà đi làm xa cũng không được nữa. Vâng. Người đi làm xa thì Sinh cũng không thể lo được hết cho hai cái đứa em này. Đấy, bây giờ thì cái định hướng của các cháu thì hôm vừa rồi chia sẻ một lần rồi, các cháu cũng muốn ở nhà làm nương làm rẫy. Tuy nhiên là mình thì mình vẫn luôn luôn là nhắc đến cái khoản nợ của các cháu thôi. Đấy là nó là cái áp lực lớn nhất mà đến giờ phút này là các cháu đang phải chịu. Thế còn cái cuộc sống hàng ngày, cái nhu yếu phẩm thì trước mắt thì cũng có bên nhà trường các chị cũng hỗ trợ được một chút ít, rồi thì bên kênh của anh cũng có một chút, và bây giờ đến kênh Khâm nữa, các bà gửi cho những cái khoản tiền đấy thì mình cứ để vào một cái quỹ, thì thi thoảng anh em đi qua đi lại thì có thể mua cho các cháu yến gạo cân thịt đấy, để cho cái cuộc sống. Tiền em cứ dồn sang quỹ của anh nhé, thế nào cũng được. Để anh... em còn làm chương trình ở đây thì em giữ cái quỹ đấy cũng được đấy, và cũng mong em là thi thoảng em vào em thăm các cháu các em thì em có thể là ghi hình em chia sẻ lên kênh, biết đâu đó cái sự lan tỏa của kênh bên Nắng Mai TV thì lớn hơn kênh của anh đấy. Mong là nếu mà làm được như thế thì thôi, thì mỗi anh em mỗi kênh có một quỹ bé bé như thế thì là mỗi lần vào thì tôi san sẻ chia sẻ lên trên kênh, mong là nó có sự lan tỏa đi, đúng không, để giúp đỡ được các cháu đấy, thì gọi là thôi thì ba cây chụm lại cho nó lên hành hòn núi cao đi. Vâng. Một mình kênh nếu thế thì cũng được nhá. Bởi vì là mục đích ngày hôm nay vào đây là ban đầu kênh vào là có là thông qua cái khoản tiền, và đầu tiên là có thể là trực tiếp gửi đến Hoàn Cảnh, thứ hai là có thể bàn giao lại cho anh Công Đức quản lý vào một cái quỹ để mình giúp các em được cái việc lớn hơn. Ở đây Mỹ và các em phải hiểu rõ rằng là các anh không giữ tiền của các em làm gì nhé. Các anh tiền ở đây là các anh muốn để vào một quỹ để cho nó nhiều hơn này. Sau này không biết là có nhận được thêm những cái sự hỗ trợ nào của các bác không, nhưng mà mình sẽ để vào một cái quỹ lại. Đấy, ở một cái số lượng tiền nào đó có thể hỗ trợ được các em những cái mục đích nó lớn hơn. Ví dụ như trang trải cái món nợ phần nào cho em. Cái thứ hai là nếu mà cái khoản quỹ lớn mà các em muốn có một dự định nào đó, hoặc là ở đây có anh Công rất là nhiều kinh nghiệm trong những cái phát triển một vài cái vật nuôi hay là trồng cấy cái gì đó, thì anh em sẽ cùng nhau góp ý hỗ trợ các em làm đấy, tư vấn và đầu tư thêm để cho các em làm, nó là như vậy nhá. Chứ còn thực tế thời bây giờ là trao cho bao nhiêu thì có lẽ thì các em rồi dần dần các em cũng tiêu hết thôi, và đến lúc là các anh không hỗ trợ nữa thì các em cũng chẳng có được những cái gì đấy. Thì là mục đích là làm sao sử dụng hiệu quả cái số tiền mà các nhà hảo tâm gửi cho. Tất nhiên các anh vào đây có thể là hỗ trợ các em độ vài tháng trở đi thôi là các anh sẽ dừng đấy, nó là như vậy nhá. Thì các em phải hiểu là như thế. Thì là nếu mà anh Công đã đề bạt như thế thì kênh cũng xin phép là để số tiền của bà Liễu Không ở cái quỹ đấy, và trong thời gian tới nếu mà có sự ủng hộ thêm của các bác nào thì anh em mình sẽ thông tin qua, và đến khi mà hai kênh có một cái lượng cái số tiền quỹ đủ để làm những cái việc anh em mình đang chia sẻ, một là trang trải nợ, hai là giúp các em phát triển kinh tế để các em có cái mà sinh hoạt cũng như là đời sống sắp tới các bác ạ. Đấy, thì hôm nay vào đây thì là thông tin là như vậy. Còn câu chuyện của mấy chị em có lẽ không nói thì các bác cũng biết rồi, mồ côi, và bây giờ chị là lo cho các em đấy, rất là vất vả các bác ạ. No thì thực ra bây giờ cũng chỉ biết đi làm cái đấy, có cái nương ngô thì đi trồng ngô thôi, trồng ngô ngoài thôi. Ra thì cũng không thể làm thêm được cái việc gì, thì cũng mong muốn là thông qua cả hai kênh, thông qua hôm nay có em Khâm vào ghi hình chia sẻ nữa, thì mong là các bác khán giả, các bác nhà hảo tâm bên kênh Nắng Mai TV thì có thể thông qua kênh Nắng Mai TV hỗ trợ cho các cháu là một cái điều anh em rất là mong mỏi, mong muốn. Đấy, cũng có thể là trang trải cho các cháu món nợ, rồi thì có thể anh em có thể gây quỹ thêm. Đúng. Đấy, bước đầu thì có thể là vượt qua giai đoạn đầu tiên đã, là trang trải cái cuộc sống hàng ngày, cái ăn cái uống đi đã. Còn về lâu về dài thì anh em mình sẽ cùng nhau kết hợp. Vâng. Nếu mà được quỹ, được một khoản nào đó thì kết hợp nghĩ ra một cái mô hình nào đó để cho phù hợp cho các em các cháu làm. Vâng. Vì là
xác định là bây giờ là không thể đi đâu nữa rồi. Vâng. Đấy, tự nuôi sống bản thân thôi, thì những cái công việc nào mà phù hợp với độ tuổi, phù hợp với khả năng của các cháu thì sẽ hướng. Vâng. Ví dụ có quỹ thì anh em mình có thể mua cho các cháu, gọi là mình làm cái gì làm sao nấy ngắn nuôi dài, và anh em mình sẽ cố gắng nếu mà đồng hành được với các cháu một khoảng thời gian nhất định, khi mà các cháu đã cứng cáp lên thì anh em mình sẽ bớt đi, đúng không ạ? Bớt ít thời gian để vào và vào để mà chia sẻ. Rồi cũng mong là cái quỹ của em được cái khoản đấy, thì thi thoảng em đi làm, đi chia sẻ qua đây thì em vào em mua cho các cháu những cái nhu yếu phẩm, cái gì cần thiết, rồi mong là chia sẻ đến kênh thì mong được sự quan tâm của tất cả các bác. Vâng. Mong cho các cháu là ổn định cuộc sống thôi. Đấy, vào các anh vào cũng thăm và động viên thôi, không biết nói gì hơn. Mấy chị em thì tự bảo ban nhau nhá. Đặc biệt hai em này còn đi học thì phải cố gắng học hành nhá, không nghỉ học nhá, cố gắng học hành lên. Các anh sẽ đồng hành cùng và cũng làm sao là mong muốn lớn nhất là các em còn được đi học thì phải cho các em học đến nơi đến chốn. Rồi là mấy chị em ở nhà thì tự biết bảo ban nhau thôi, ăn uống sạch sẽ lên, rồi là đấy, đau ốm bệnh tật thì biết chăm sóc nhau, thấy chưa? Đấy, có gì khó khăn quá mà cảm thấy là không thể giải quyết được, có thể liên hệ trực tiếp với anh Công để anh em lên phương án nhé. Đấy, hôm nay thì Khâm vào đây là cũng trao, cũng chưa có trao đâu các bác, anh em thống nhất lại để khoản quỹ để hỗ trợ các em được nhiều cái phần việc hơn. Các bác anh chị ạ, một cái hoàn cảnh Nắng Mai lần đầu chia sẻ cũng rất là éo le và tội nghiệp cho các em, thì Khâm cũng mong rằng các nhà hảo tâm, Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, mọi người cùng dang rộng vòng tay có thể ủng hộ phần nào cho các bé với bớt thì cái khó khăn trước mắt. Đấy, Khâm rất là vui và hân hạnh sẽ được đồng hành với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các em ấy. Thì có lẽ thì là ngày hôm nay đến thăm các em cũng có đôi điều như này thôi anh ạ. Đấy, rất là cảm ơn bà Liễu Không đã tin tưởng và ủng hộ cho các bé. Chúc các cô bác luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay đến đây thì có lẽ là Khâm cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video của cả hai kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.